và các bạn đang theo dõi bản tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện. Bảo vệ sức khỏe người cao tuổi khi nắng nóng. Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin y tế, sức khỏe. Việc chuyển đổi số luôn được ngành y tế Thanh Hóa quan tâm và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực về chuyển đổi nhận thức, phát triển hạ tầng số, đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu, góp phần tích cực chăm sóc tốt hơn sức khỏe của nhân dân. 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống thông tin quản lý bệnh viện, 100% đơn vị y tế công lập triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử, 100% cơ sở y tế công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn an ninh mạng. 677 trên 677 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng bảo hiểm y tế đã triển khai việc sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số, các bệnh viện tuyến huyện cũng đang đẩy mạnh triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới chuyên sâu, tăng cường các dịch vụ chăm sóc bệnh nhân, tiến tới ứng dụng công nghệ số toàn diện hiện đại, sử dụng hoàn toàn hồ sơ, bệnh án điện tử, xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số tích hợp thông tin dữ liệu chung. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 127 ca mắc ho gà, số mắc tăng 7,9 lần so với cùng kỳ năm 2023. Bệnh xuất hiện chủ yếu tại một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thanh Hóa, Yên Bái, Nam Định, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. Theo các chuyên gia, ho gà là một bệnh truyền nhiễm cấp tính có khả năng lây lan nhanh qua đường hô hấp. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp ở trẻ em. Bệnh lây qua đường hô hấp do vi khuẩn ho gà gây nên. Các triệu chứng ho gà thường xuất hiện trong vòng từ 7 đến 10 ngày sau khi nhiễm bệnh. Khởi đầu của bệnh có thể không sốt hoặc sốt nhẹ, có viêm đường hô hấp trên, mệt mỏi, chán ăn và ho. Cơn ho gà rất đặc trưng, trẻ ho dữ dội, không thể kìm hãm được, sau đó có giai đoạn thở suýt như tiếng gà gáy. Bệnh ho gà có thể dẫn đến những biến chứng như suy hô hấp, viêm phổi, thiếu oxy não, viêm não, xuất huyết kết mạc, thậm chí dẫn đến ngừng thở và gây tử vong. Do đó, việc phát hiện sớm các dấu hiệu của bệnh để điều trị là rất quan trọng. Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng đã có nhiều văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống bệnh ho gà và các bệnh dự phòng bằng vaccine, đẩy mạnh triển khai kế hoạch tiêm chủng năm 2024. Bên cạnh đó, các địa phương cần tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng bệnh và vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ, đúng lịch, đủ mũi tiêm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa cấp cứu thành công 5 bệnh nhân NVB, 61 tuổi, trú tại xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, bị xà beng đâm xuyên thành bụng. Theo thông tin ban đầu, ngày 22 tháng 4, ông B đang cầm xà beng để gỡ cốt pha trên giàn giáo cao khoảng 2 mét. Bất ngờ giàn giáo bị sập, ông B ngã xuống nền cứng, bị xà beng đâm xuyên thành bụng. Người thân đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhà để sơ cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tại Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có vết thương xuyên thấu thành bụng, vỡ cánh chậu phải và chấn thương sọ não. Các chuyên khoa liên quan được huy động để hội chẩn và tham gia phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Thanh xà beng đã được lấy ra khỏi người bệnh nhân. Sau khi hội chẩn 5 chuyên khoa, các bác sĩ đã tiến hành mở ổ bụng, kiểm tra các tạng và phát hiện dị vật đâm xuyên thủng làm vỡ cánh chậu phải. Sau đó các bác sĩ tiến hành rút dị vật ra khỏi thành bụng của bệnh nhân, đặt dẫn lưu vị trí tổn thương xương cánh chậu, dẫn lưu qua vết thương, xử lý vết thương sọ não cùng lúc. Sau 90 phút phẫu thuật căng thẳng, các bác sĩ đã rút được chiếc xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân an toàn. Sau mổ, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, rút ống nội khí quản, tự thở tốt ngay ngày thứ hai. Hiện tình trạng sức khỏe của người bệnh đang tiến triển rất tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày nắng nóng cao độ, sức khỏe người dân bị ảnh hưởng rất nhiều, đặc biệt là người cao tuổi. Nhiệt độ lên cao, mồ hôi ra nhiều hơn, cơ thể dễ bị mất nước và chất điện giải, khiến sức đề kháng của người cao tuổi suy giảm. Nếu tình trạng này kéo dài, sẽ ảnh hưởng lớn đến chức năng của các cơ quan khác như tim mạch, cơ quan tiền đình cũng dễ bị tác động. Khi trời nóng, người cao tuổi dễ bị cảm cúm và các bệnh đường hô hấp do chế độ sinh hoạt hàng ngày không hợp lý như đang đi ngoài nắng, về lại tắm ngay
hoặc cho quạt chiếu thẳng vào người cho đỡ nóng. Biểu hiện của thể nhẹ là sổ mũi, đau đầu ớn lạnh, viêm đường hô hấp trên. Biểu hiện của thể nặng, viêm phế quản, viêm phổi. Một số bệnh như viêm phế quản mãn tính, giãn phế quản hoặc hen suyễn. Bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính khi nóng lạnh đột ngột cũng sẽ tái xuất hiện, nhất là hen ác tính rất nguy hiểm đến tính mạng. Hướng dẫn người cao tuổi cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng bệnh mùa nắng nóng. Bổ sung các món ăn thích hợp, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ năng lượng giúp bảo vệ sức khỏe người cao tuổi hiệu quả. Hạn chế các món ăn chứa nhiều dầu mỡ, chiên xào và có nhiều gia vị cay nóng. Tăng cường luyện tập thể dục thể thao. Người cao tuổi có thể thực hiện các bài tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ, khiêu vũ, dưỡng sinh, chạy chậm hoặc là đạp xe. Chú ý vệ sinh cá nhân và sinh hoạt thường ngày. Người cao tuổi cần chú ý trong việc tắm rửa hàng ngày, tuyệt đối không sử dụng nước lạnh đột ngột. Ban đêm khi đi ngủ, nên dùng điều hòa nhiệt độ duy trì khoảng từ 27 đến 28 độ C, có thể dùng quạt thay máy điều hòa. Người cao tuổi nên đi ngủ đúng giờ, tạo mọi điều kiện để giấc ngủ có chất lượng tốt nhất. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng của đơn vị y tế tuyến huyện trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân địa phương, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn đã đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại, không ngừng đào tạo nâng cao chất lượng, đội ngũ y bác sĩ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là bệnh viện hạng 2, được giao theo kế hoạch 150 giường bệnh. Tuy nhiên nhiều năm qua, việc thực kê của bệnh viện luôn gấp 3 lần kế hoạch giao. Tổng số bệnh nhân điều trị ngoại nội trú đều tăng so với các năm. Có được kết quả khả quan này xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến sự quan tâm của bệnh viện trong việc xây dựng nguồn nhân lực, kiện toàn đổi mới bộ máy tổ chức, coi trọng đến công tác đào tạo, đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu. Hiện nay cán bộ y bác sĩ lao động của Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn là 293 người, trong đó tiến sĩ chuyên khoa 2 là 2 người, thạc sĩ chuyên khoa 1 là 25 người, đại học, cao đẳng là 245 người. Hướng đến một môi trường làm việc khoa học an toàn cho nhân viên cũng như người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn đã xây dựng mô hình giao tiếp giữa nhân viên y tế và bệnh nhân, xây dựng cơ sở xanh, sạch, đẹp và triển khai thực hiện quản lý chất lượng 5S, góp phần phát huy vai trò và trách nhiệm, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh toàn diện. Từ khi mà tôi đưa người nhà tôi vào đây khám chữa bệnh ấy, thì là các y bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc chú đáo, hàng ngày là ít nhất là 2 lần là thăm hỏi, thăm khám bệnh nhân là tôi thấy là bệnh nhân bây giờ là đã thuyên chuyển rất nhiều so với khi mà bắt đầu đưa vào. Và hiện nay là đã cắt xốp và có khả năng là trong tuần này hoặc sang đầu tuần tới là sẽ được xuất viện. Trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Nga Sơn đã huy động mọi nguồn lực xã hội hóa đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, giúp quá trình thăm khám, chẩn đoán điều trị, theo dõi người bệnh nhanh chóng hiệu quả. Cùng với đó, bệnh viện đẩy mạnh thực hiện nghiên cứu khoa học. Trong năm đã có 23 đề tài nghiên cứu, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong các lĩnh vực của bệnh viện. Có thể nói là Bệnh viện Nga Sơn có một cái hệ thống lab bộ xét nghiệm đạt chuẩn, tiêu chuẩn và chất lượng xét nghiệm đã được ngoại kiểm, nội kiểm hàng tháng đạt tiêu chuẩn chất lượng tốt. Các hệ thống máy móc tự động hoàn toàn, áp dụng công nghệ thông tin phần mềm 6.0 để quản lý hệ thống bệnh viện, kết nối hệ thống xét nghiệm đến tất cả các khoa phòng, giảm cái thời gian chờ đợi của bệnh nhân và giảm các khâu trong các cái công tác quản lý điều hành, tiết kiệm được cái thời gian bệnh nhân chờ đợi trong cái kết quả xét nghiệm cũng như là một số các cái cận lâm sàng khác. Năm 2024, Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn quyết tâm thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của bệnh viện, nâng cao chất lượng khám bệnh chữa bệnh, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có chuyên môn nghiệp vụ, y đức, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ phối hợp với các đơn vị đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng khu nhà điều trị mới vào giữa năm 2024 này, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân huyện Nga Sơn và các vùng lân cận. Bản tin sức khỏe xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.